Mến chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức về tình hình an ninh chính trị xã hội diễn ra trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn đổ bộ vào thành phố ven biển phía bắc của Trung Quốc vào cuối tuần qua, lập lượng mưa trong 24 giờ cao nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc, đạt 982 mm. Cho đến nay, 54 người xác nhận đã thiệt mạng và hơn 50 người mất tích, hơn 950 người mất nhà cửa, mức độ thiệt hại là vô cùng lớn. Wang Wai-sue, một nhà khí tượng học tại Trung tâm Giám sát và Cảnh báo Thiên tai tại Trung Quốc cho biết, sự kết hợp của gió mạnh, mưa lớn và đại dương đã tạo nên một sự kiện thời tiết lịch sử và cực đoan ở bờ biển phía bắc của Trung Quốc. Cuối tuần qua gây ra lũ lụt và lở đất, chính quyền Trung Quốc đại lục đã ban bố cảnh báo đỏ, cảnh báo mưa bão cao nhất và cử các nhóm tới cứu trợ thiên tai tại vùng bị ảnh hưởng. Wai-sue chỉ ra rằng một đợt không khí lạnh rất mạnh đã đến bờ biển phía bắc của Trung Quốc vào cuối tuần qua, khiến nhiệt độ ở miền nam Trung Quốc và các nước láng giềng đều giảm xuống, trong khi khu vực giáp với biên giới Ấn Độ thậm chí còn ghi nhận đợt không khí lạnh mạnh nhất trong 54 năm qua. Phân lạnh cũng hình thành một vùng áp thấp nhỏ ở giữa Vân Nam và Tân Khang, làm cho điều kiện trở nên tồi tệ hơn, tăng tốc độ gió mùa trên biển, tăng lượng mưa, nâng cao mực nước biển và tăng khó khăn cho việc thoát nước. Trận mưa bão tồi tệ nhất trong lịch sử của Trung Quốc xảy ra vào năm 1931 tại Vũ Hán và Nam Kinh. Lũ lụt dữ dội và lở đất, dịch bệnh đã chôn vùi hàng nghìn ngôi nhà và giết chết 4 triệu người. Nhưng số người chết được ước tính còn cao hơn do vẫn còn nhiều người mất tích không tìm thấy. Mưa xối xả đổ bộ vào thành phố ở bờ biển phía bắc của Trung Quốc gây ra lũ lụt, sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước và phong tỏa đường cao tốc, khiến người dân bị cô lập. Số người chết vì thảm họa đã vượt qua con số 18 người thiệt mạng trong vụ lở đất do mưa lớn tấn công thành phố Liêu Ninh. Lượng mưa trong 24 giờ lúc đó là 170 mm. Theo Trung tâm Giám sát và Cảnh báo Thiên tai Quốc gia, lượng mưa trong 24 giờ qua ở các thành phố ven biển phía bắc của Trung Quốc trong những ngày cuối tuần là 950 mm, ở Liêu Ninh 626 mm, ở An Đông 337 mm, ở Sơn Đông 335 mm, ở Giang Tô 234 mm, ở Chiết Giang. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay lúc 12 giờ 52 trưa, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Nu Dinh, Phủ Gansi, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự là 16 km. Các con đường địa phương bị phá hủy, nhiều người bị đè bởi những ngôi nhà bị sập. Thông tin liên lạc bị gián đoạn và trận động đất đã gây ra lở đất. Một số người qua đường đã chụp ảnh khoảnh khắc ghi những tảng đá lăn xuống cách tâm chấn 226 km. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ước tính có 1,304 triệu người cảm nhận được trận động đất này. Tuy nhiên, hầu hết cư dân địa phương hiện đang bị nhốt trong nhà do dịch bệnh hoặc đang xếp hàng để được xét nghiệm. Vào buổi tối, báo cáo chính thức nói rằng 14 người đã thiệt mạng trong một trận động đất và tình hình thực tế cần được xác minh thêm. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đêm hôm qua, một đàn sơi xuất hiện trên bầu trời miền Trung, tỉnh Tứ Xuyên, bay lượn dày đặc trên bầu trời đêm. Cư dân mạng nhìn chung cho rằng sự di chuyển bất thường của đàn sơi là điểm báo sắp có động đất. Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter khác cũng đã tấn công huyện Lu Dinh thuộc Gansu của tỉnh Tứ Xuyên vào ngày hôm qua. Và các nhà quan chức cũng đã cho biết có 46 người đã thiệt mạng, liên lạc địa phương bị gián đoạn, đường xá nhà cửa bị hư hại, nhưng vẫn có những cộng đồng nhất quyết thực hiện chính sách cách ly tại nhà để ngăn chặn việc bỏ trốn và kích động sự phẫn nộ của dư luận. Trưa ngày hôm Chủ nhật, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lỗ Định, Phủ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến 0 giờ 40 ngày thứ hai, phương tiện truyền thông chính thức cho biết ít nhất 46 người được biết là đã thiệt mạng, 16 người mất tích và 50 người bị thương. Tuy nhiên, do giới chức Trung Quốc đã quen với việc che giấu thảm họa nên tình hình thực tế có thể còn nghiêm trọng hơn. Cư dân mạng đã tải lên video cho thấy những ngôi nhà bị sập và những người bị thương ở huyện Lu Dinh, tâm chấn của trận động đất. Tại khu vực miền núi địa phương cũng đã xảy ra lở đất, đá lăn, những hòn đá tảng rơi xuống đường. Do vậy, đường núi cũng bị phong tỏa và liên lạc địa phương bị gián đoạn. Tâm chấn của một trận động đất cách thành đô khoảng 226 km về phía tây nam và có độ sâu tâm chấn chỉ 16 km. Thành Đô và Trùng Khánh cảm nhận được trận động đất mạnh mẽ và Vân Nam rõ ràng cũng cảm nhận được trận động đất. Sau trận động đất, dư chấn vẫn tiếp tục. Người dân địa phương bị nhốt trong nhà do dịch bệnh và được yêu cầu rời khỏi tòa nhà dân cư để lánh nạn, nhưng bị nhân viên cộng đồng từ chối. Mọi người phá cửa để thoát ra khỏi tòa nhà. Một số người đã tranh chấp với nhân viên cộng đồng và những người mặc quần áo bảo hộ màu trắng, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa để ra ngoài. Miền Nam Trung Quốc đang trải qua những trận mưa xối xả và lũ lụt. Các quan chức này đã đưa ra cảnh báo thảm họa lũ quét màu đỏ đầu tiên vào năm 2023, chủ yếu liên quan đến vùng Đông Bắc, Giang Tây và Chiết Giang. Đồng thời, lũ lụt siêu cấp cũng đã xảy ra ở 54 con sông trong lưu vực sông Châu Giang. Trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra ở sông Si, Phúc Kiến và nhiều nơi đã xảy ra lũ lụt. Các tòa nhà bị ngập trong nước lũ sâu đến hết tầng 1. Thiệu quan Quảng Đông hôm nay cũng đã ban hành lệnh kiểm soát lũ số 4 trong năm nay. Vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương, mực nước đỉnh lũ sẽ đạt 54,5 m ở khu vực đô thị và người dân ở vùng trũng thấp, khu vực cần phải sơ tán khẩn cấp. Một người dân Thiệu quan Quảng Đông hét lên: "Lính cứu hỏa, sắp bị cuốn trôi rồi."
mưa xối xả ập đến thiểu quan, đường phố trong khu đô thị bị ngập lụt, mực nước dâng cao, ngay cả lính cứu hỏa cũng khó có thể đứng vững. Tình hình rất căng thẳng, mưa lớn đổ xuống huyện Sông Si, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến vào 2 ngày trước. Trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử đã xảy ra ở vùng biển Sông Si, toàn huyện bị ngập lụt, đường phố, nhà cửa, cửa hàng bách hóa bị ngập trong nước. Một công nhân tại một trạm xăng ở Sông Si cho biết, hôm qua lũ lụt rất nghiêm trọng, nhà cửa của một số đồng nghiệp đã bị ngập. Hơn một nửa diện tích toàn huyện Sông Si của chúng tôi bị ngập, tầng 1 của nhiều ngôi nhà bị ngập và nhiều người trong số họ cũng bị lũ cuốn trôi. Các đồng nghiệp không thể thoát ra ngoài được và họ bị mắc kẹt trong nhà. Những chiếc ô tô bên bờ sông đều bị ngập trong gara và tất cả đều bị nước lũ nhấn chìm trong bùn đất. Cô Gu từ một công ty chuyển phát nhanh ở Sông Si cho biết, nhiều nơi nhà cửa đã bị sập, lũ lụt gây ra ảnh hưởng đến khu vực thị trấn He Song và Sunan, toàn bộ ngôi làng. Về cơ bản, tầng 1 của các tòa nhà bị ngập lụt, đoạn đường hai đầu nước bị ngập hết, sờ bùn lầy ngập cả đường, ô tô không vào được. Một số cư dân mạng cho biết, trong vòng một tiếng đồng hồ hôm qua, mực nước đã gần chạm đến tầng 2 và đặt nghi vấn là do hồ chứa ở thượng nguồn xả lũ. Vào sáng ngày hôm nay, thành phố Jian Ao cũng đã bị ngập lụt. Một số cư dân mạng cho biết, lúc 5 giờ sáng Jian Ao cũng đã thất thủ. Anh Gong, một người dân ở Jian Ao nói rằng, ngay cả tháp chống nổi, tiếng của địa phương cũng bị ngập trong nước. Ông Gong, một người dân ở Jian Ao cũng nói, lũ đã tràn vào thành phố, 80% các thị trấn và huyện bị ngập tầng 1, mực nước sâu từ 2 đến 3 mét và đã ngập đến tháp chống. Cô Liu, một công dân của Jian Ao nói rằng, một bên nước đến từ sông Si và Si Hang He và một bên đến từ Jian Yang, Wu Xishan. Hai con sông đổ xô đến Jian Ao, một nửa thành phố bị ngập lụt. Ở đó bây giờ vẫn còn lũ lụt và những cánh đồng đã biến thành nước biển. Tại Quảng Tây, mực nước sông Tây Giang dâng cao và xảy ra lũ quét đã khiến 5 người thiệt mạng. Tại huyện Giang Suô, Quế Lâm, hàng nghìn giáo viên và học sinh ở 3 trường bị nước lũ bủa vây do lũ quét. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng có thể xảy ra một trận lũ lớn khác ở sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang. Trong tuần qua, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Nam của Trung Quốc bao gồm Phúc Kiến, Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu lượng mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất. Mưa nhiều nơi thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong vòng 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt hoàn toàn và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Trước đó, Sao Guang, Quynh Yuen, Si Hao Quynh và He Yuen, các thành phố khác đã bị bão đổ bộ và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Mưa xối xả đã khiến mực nước ở nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên đến gần 4 mét. Hơn 10.000 cư dân thành phố Quynh Yuen buộc phải sơ tán. Người dân cho biết, mực nước lũ đổ xuống hôm thứ Năm vừa qua đã nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân tại thành phố Quynh Yuen cho biết, mưa lớn hôm qua trời mưa từ 4 giờ sáng và hiện vẫn chưa tạnh. Một cư dân khác của thành phố Quynh Yuen cũng cho biết, trời mưa vào khoảng 7 giờ, học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với năm trước. Nhưng kể từ đầu mùa lũ, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 190.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 13 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa, tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Lại liên quan đến một trận động đất siêu nông 6,8 độ Richter đã xảy ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc vào trưa ngày hôm qua, gây ra nhiều thảm họa và thương vong. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức đưa tin ít nhất 66 người thiệt mạng, 15 người mất tích. Tuy nhiên, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu tình hình thực tế, thế nên thế giới bên ngoài nghi ngờ rằng con số thương vong thực tế sẽ còn cao hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua đã bày tỏ sự chia buồn và lo lắng thông qua người phát ngôn của chính phủ, đồng thời bày tỏ lời chia buồn tới những nạn nhân không may và gia đình của họ. Hy vọng rằng công việc tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai sẽ diễn ra suôn sẻ và cuộc sống bình thường sẽ tiếp tục sớm nhất có thể. Phó Tổng thống Lại Đức Thanh cũng bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn sâu sắc trên Twitter, đồng thời cho biết Đài Loan cũng thường xuyên phải đối mặt với thảm họa động đất và đồng cảm với những người dân bị mắc kẹt trong thảm họa. Chúng tôi mong muốn công tác cứu trợ và khắc phục thảm họa sẽ diễn ra suôn sẻ. Thủ tướng Trần Kiến Nhân cũng bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của trận động đất Tứ Xuyên thông qua người phát ngôn của mình và cầu nguyện cho các nạn nhân thảm họa. MIC cho biết họ bày tỏ sự chia buồn với Trung Quốc thông qua SEF và Cục Cứu Hỏa của Bộ Nội vụ đang chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu hộ nhân đạo. Nếu có nhu cầu cứu trợ thiên tai, chúng tôi sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.